có câu hỏi ạ. Dạ. Khi mà tới đây thì tôi thấy có một cái điểm nó rất là thú vị mà cũng gây bất ngờ ấy, là bộ phim của mình quá giống với một cái bộ phim cũng đang sắp ra rạp, cũng về đề tài về tình cảm cha con, rồi cái lịch trình từ premiere cho tới cái ngày ra mắt phim, cái ngày phim ra rạp đều giống nhau. Đó là phim Làm Giàu Với Ma của Hoài Linh đóng chính. Như vậy đây có phải nữ chính cũng tên Bảo Ngọc luôn? Như vậy thì đây có phải là một cái cuộc đấu ngầm giữa Song Linh, Quyền Linh và Hoài Linh không ạ? À, Vinh trả lời hay anh trả lời? À, thật ra đây Linh cũng mới biết á. Linh không biết gì hết. À, Linh không biết sản xuất phát hành như thế nào, đụng phim gì Linh cũng chưa biết, bởi vì đó là cái kế hoạch của các nhà sản xuất thôi. Nhưng mà thật ra những ý tưởng gặp nhau là chuyện bình thường trong nghệ thuật, vấn đề anh thể hiện ý tưởng nó như thế nào thôi. Mỗi người đều có cách yêu thương con mình khác nhau, mỗi đứa con cũng có cách yêu thương cha mẹ mình khác nhau. Quan trọng là chúng tôi không xem phim kia và phim kia cũng không làm giống phim chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là Linh không biết anh Hoài Linh diễn thế nào, Linh cũng chưa biết, mà chắc chắn anh Hoài Linh cũng không biết Quyền Linh diễn thế nào. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái phong phú đa dạng nhiều màu sắc trong điện ảnh. Thì khán giả sẽ xem phim, mỗi người sẽ tự đánh giá, chứ giờ mình không biết thế nào cả. Hôm nay Linh mới biết cái thông tin này bất ngờ đó. Linh chưa nghe, không biết Vinh có nghe chưa? Dạ không biết anh Linh phản hồi, anh Vinh phản hồi như thế nào về việc là premiere và cả cái ngày phim ra rạp đều trùng 30 tháng 8 à? Thật ra về kế hoạch truyền thông thì có một ekip riêng. Vinh thì chỉ đảm nhận vai trò nghệ thuật thôi. Nhưng mà Vinh nghĩ như vậy, điện ảnh Việt Nam đang phát triển. Và chúng ta cũng chào đón nếu mà trong dịp lễ này chúng ta có nhiều phim và mỗi người có một góc nhìn thì làm cho điện ảnh phát triển. Và chúng ta có nhiều cái cơ hội để tiếp cận với điện ảnh nước nhà hơn. Cũng là một cái tín hiệu vui. Và Vinh hy vọng là với những gì mà Vinh làm thì Vinh tin chắc là tại vì thật ra kịch bản của này Vinh viết cách đây rất là lâu rồi. Còn cái thời điểm phát hành thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Nên Vinh nghĩ là nó sẽ một sự trùng hợp. Nhưng mà Vinh nghĩ đôi khi cái sự trùng hợp đó cũng mang lại nhiều điều thú vị như đó. Là anh Quyền Linh đã nhận được những cái tình cảm, sự yêu mến từ rất đông đảo tất cả quý vị khán giả ở đủ mọi lứa tuổi, từ khắp mọi nơi trên tổ quốc của chúng ta, với vai trò là một người dẫn chương trình, một người kết nối, người truyền cảm hứng, và bên cạnh đó còn là người chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nữa. Vậy thì anh có tự tin rằng đây là thời điểm rất là thích hợp anh quay trở lại với màn ảnh rộng hay không ạ? Thật ra lo nhiều hơn tự tin. Bây giờ Linh ngồi dưới, Linh rất là bực mình. Bực mình vì phim chiếu túc nhá không, đang cảm xúc nó ngắt đi. Linh ước gì bây giờ coi được nguyên cái phim. Dạ, mình đều ra rạp vào ngày 30 tháng 8 năm 2024 mà. Tự tin thì có một phần nào tự tin, bởi vì với phim trường nó gần như là gọi là máu thịt của Quyền Linh rồi. Dạ. Linh học điện ảnh, Linh học đào với điện ảnh tất cả. Và đến bây giờ Linh vẫn là một trong những người liên quan đến điện ảnh. Bởi Linh là trong hội điện ảnh Việt Nam. Nên trở lên ảnh thì nó cũng không phải là lo lắm. Nhưng vấn đề chỗ là như nè, không biết mình theo kịp cái thời đại bây giờ hay không. Không biết rằng mình có làm vừa làm đạo diễn Vũ Thịnh Vinh hay không. Và không biết rằng khán giả có cần mình cái gì nữa không. Thật ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nỗi lo. Linh cứ tự tin điều rằng là thôi, có sao nói vậy người ơi, làm được gì mình cứ làm hết tâm huyết của mình, rồi bi nhiêu bi, được nhiêu hay nhiêu. Nhưng Linh nghĩ rằng là với sự nỗ lực của cả ekip hỗ trợ Quyền Linh, Linh tin rằng là mình cũng một phần nào đó đáp ứng được cái giá trị của dự án, cũng như là một cái bộ phim ra đời nhằm một cái thông điệp là cả đời vì cha. Tức là như vậy. Dạ, chắc là cho con xin làm cô đi hả? Dạ, cô Hồng Vân ơi, thực sự ra đây cũng là một cái bộ phim mà mình quay trở lại với màn ảnh cùng với một người yêu cũ trong nghệ thuật của mình, đó chính là nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ, người yêu cũ trong nghệ thuật. Dạ, vậy thì... Dạ, em chào chị Hồng Vân. Dạ, người yêu cũ. Khoan đã, giờ đầu tiên cho Vân được... gửi lời chào tất cả mọi người đang có mặt ở phim trường trong cái buổi lễ họp báo này, và xin được chào quý vị khán giả đang theo dõi live stream. Sau đó thì mới nói cái câu hỏi là không có người yêu cũ. Dạ. Thiệt.
Cô Vân với lại chú Linh là không có yêu cũ, cho nên là cũng không hề có yêu mới. Thành ra là sao em kêu chị bằng chị ngay trong trong cái buổi họp báo này, khi mà trong bộ phim Hai Múi là hai đứa mình đóng yêu đương nhau vậy hả em Linh? Em muốn cái gì? Chị, tại vì trong trời ơi, mọi người biết sao không? Vân được tham gia cái dự án này á, là ngoài tất cả những cái điều mà chút xíu nữa mình mới tâm sự, thì có một cái điều mà thôi thúc Vân là bởi vì Vân được đóng Đào, là đóng người yêu của Quyền Linh. Đó mà tự nhiên bây giờ ngay cái buổi này lại kêu chị là sao? Thật ra sáng giờ mọi người biết không, Linh cũng quen, tại vì Hồng Vân, Linh Anh cũng là bạn thân với Linh. Nãy giờ dưới cái vô kêu Vân Vân xong có mấy người nói mày hổn quá, nhỏ tuổi hơn ta kêu mình Vân Vân. Cái Linh nói thôi vậy xin phép cho bằng chị, nãy giờ quen, xin phép chị Hồng Vân. Trong phim mình là người yêu nhau nhưng ngoài đời Linh vẫn kêu là chị Hồng Vân. Trời. Chưa có người yêu cũ nha. Dạ. Không có người yêu cũ, chỉ có tình bạn yêu thương, mến thương lẫn nhau thôi. Dạ rồi. Em lộn tình yêu nào rồi đó. Dạ. Vậy thôi bây giờ cho con hỏi luôn cô Hồng Vân đi. Bây giờ mình gặp lại một người bạn của mình, một tình yêu, tình bạn yêu thương trong nghệ thuật. Thì bây giờ cô Hồng Vân thấy là hồi nãy giờ, tại vì chú Quyền Linh cũng rất là lo lắng về cái việc mà diễn xuất của mình với lại cái vai diễn điện ảnh lần này. Thì cô Hồng Vân chấm là chú Quyền Linh được bao nhiêu điểm trên thang điểm 10 trong phim điện ảnh Hai Múi này? Với lại câu hỏi thêm ý nữa, tại vì nghe nói là đóng Đào, đóng chung tuyến với lại chú Quyền Linh. Rồi anh Vũ Thành Viên có yêu cầu hai người là hôn môi nhau này kia không, có không? Ơn trời á, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã không bắt chúng tôi làm cái điều tội lỗi đó. Thực sự bây giờ mà nếu như thực sự mà có cái nụ hôn đó thì chắc có lẽ là tôi phải suy nghĩ lại á, rồi mới dám nhận vai á. Tại vì là ông Tuấn Anh với lại ông Quyền Linh là bạn rất thân với nhau. Rồi bây giờ á, là tự dưng cái mình với em Thảo, vợ của Quyền Linh á, mình là giai chị mà Thảo nó cũng yêu thương mình lắm. Rồi hai đứa lọ lem mặt dẻ nó gọi là má Vân với ba Tuấn Anh, rồi Bí Ngô gọi là ba Linh với mẹ Thảo, rồi tự nhiên hai người tự nhiên hung nhau nó kỳ kỳ sao á, nhưng mà kỳ lắm ha. Nhưng mà rất may là bởi vì á, trong cái phim này á, thì đạo diễn Vũ Thành Vinh đã cho cái chuyến nhân vật bà Tư Lạc này là một người đơn phương. Đơn phương từ đầu phim cho tới cuối phim cũng vẫn đơn phương luôn, cho nên là không có cái nụ hôn đó. Dạ, nhưng mà về chấm thì mình chấm bao nhiêu điểm ạ? Chấm thì thực ra đối với Quyền Linh trong cái vai diễn này á, mình không thể lấy học thuật để mà mình đo được. Lý do là đó, như mọi người đã biết là Quyền Linh đã tâm sự là Quyền Linh đến cái vai diễn này bằng một cái cảm xúc thật, bằng một sự hóa thân thật, bằng một cái gọi là một cái cuộc đời của Quyền Linh và của Hai Múi gần như là tương đồng với nhau. Cho nên là thực sự khi mà đóng với Quyền Linh những cái phân đoạn nào mà hai người đóng với nhau thì luôn luôn Vân có một cái cảm giác là hình như là Vân đang đồng hành cùng với một ông Hai Múi có thật ở ngoài đời. Đó, cho nên là bây giờ nếu mà nói để mà dùng thang điểm để mà chấm điểm Quyền Linh thì trong Hai Múi này thì Vân không thể dùng thang điểm đó được. Vân chỉ biết rằng là đó, với cái tạo hình này thì mọi người cũng thấy rồi, gần như là Quyền Linh đã sống với, tức là sống trọn vẹn với Hai Múi trong bộ phim Hai Múi này. Các cô chú anh chị cũng như các anh chị phóng viên báo chí, đối với nhân vật lần này của Hải, Hải được yêu một cách mãnh liệt, Hải được lâu lắm rồi mình mới trải qua một cái nhân vật mà yêu bằng tất cả, yêu bằng những gì gọi là cái người đó là người yêu của mình. Thì Hải đã có một khoảng thời gian đắm đuối với nhân vật và đắm đuối với cái tình yêu này. Thực ra nếu mà trên phim mà mình không yêu nhau thì mình thấy rõ lắm, bởi vì màn hình rất lớn. Và cảm ơn Huỳnh Bảo Ngọc, cảm ơn Múi đã cho nhân vật của Hải có được cái cảm xúc đó. Và đóng phim thì mình cố gắng mình nhập vai thôi, sẽ yêu Múi trên phim trường. Thôi bây giờ chỗ anh em của mình đang nghĩ như vậy nè. Hôm nay có rất là nhiều các anh chị đang livestream trên nhiều nền tảng, không chỉ là CGV Cinemax Việt Nam với Truyền Thông Khang, mà còn có nhiều bạn TikTok influencer cũng livestream, rồi các nghệ sĩ cũng livestream. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người dành tặng cho anh 30 giây để anh tự giới thiệu về bản thân của mình, làm sao mà sau cái lời tự giới thiệu đó mình có thêm được những dự án tiếp theo về điện ảnh được không?
À, kính chào tất cả quý vị. 30 giây chưa? 30 giây chưa để bắt đầu luôn. Bắt đầu hả? Bắt đầu liền. Đúng rồi, 30 giây là bắt đầu á. À, một nhân vật ít nói nhưng mà nói thì rất là có cái trọng lượng trong cái lời nói. Một cái nhân vật ác nhưng mà phải điềm đạm. Một nhân vật mê gái nhưng mà không dám nhìn thẳng. Thấy chưa? Rồi một cái nhân vật một cái nhân vật phản diện nhưng mà có trí tuệ, có trí thức và có những cái chiều sâu của nhân vật. Và cái điều quan trọng nhất là nhờ đóng phim ông đại này mà Minh Luân đã vượt qua cái giới hạn của bản thân. Hey. Và hy vọng là phim sắp tới Minh Luân sẽ còn được thêm một cái giới hạn khác nữa từ anh đạo diễn Vũ Thành Vinh. Và cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả mọi người ạ. Yeah,